thì nếu các bạn có thể làm được ngay bây giờ không ạ? Sau khi làm xong rồi thì các bạn có thể copy cái file cái thư mục thời tiết của trước thì để vào trong cái thư mục đấy, thì lát nữa chúng ta tìm cho dễ. Để một cái dấu gạch ngang ở phía dưới này, bởi vì một lúc nữa làm OpenStudio nó sẽ sinh ra rất nhiều thư mục và cái thư mục này nó sẽ luôn luôn nằm ở trên đầu, như thế tôi sẽ dễ tìm. Sau xong cái bước này thì các bạn có thể bật startup lên. Thì các bạn có biết cái bước đầu tiên là chúng ta làm gì khi bắt đầu mô hình không ạ? Còn nhớ không ạ? Thì cái bước này hôm qua tôi thấy cũng có rất nhiều người quên. Tôi đã nhắc đi nhắc lại là làm cái mô hình đầu tiên là phải làm cái này. Nếu không thì về sau các bạn sẽ rất khó khăn trong cái việc tìm vùng khí hậu và tìm cái cấu trúc vật liệu thích hợp cho cái công trình của bạn. Thì tốt nhất là phải làm cái bước này đã. Bây giờ nó lên được cái bảng như thế này thì nếu mà công trình ở Việt Nam thì các bạn cứ chọn tôi 2007 1A là, thế là xong. Chỗ này thì sẽ tùy thuộc vào dạng công trình. Để chúng ta nhắc lại một chút ngày hôm qua thôi. Đây, như vậy là sẽ có 13 cái dạng không gian đã được đưa vào và một cái tập hợp các cái vật liệu xây dựng. Đây, các bạn đã xong hết chưa? Chờ 4 tiếng. Rồi bây giờ tôi sẽ lưu cái mô hình này lại luôn. Một cách chắc chắn thì tôi sẽ làm như thế. Tôi sẽ lưu ở chế độ save. Tôi sẽ quay vào cái ổ D OpenStudio 1FOffice. Vì nó là 01 rồi. Số 01 này rất quan trọng bởi vì sau tôi có thể quay lại từ bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 thì tôi sẽ tìm nó rất là nhanh. Còn cái tên đằng sau thì tôi tự gợi ý cho mình thôi, các bạn có thể tùy thích. Xong cái này rồi tôi lặp lại cái bước ngày hôm qua, vẽ một cái hình chữ nhật loanh quanh đâu đó gần góc tọa độ 36 và 18. Sau đó dùng cái công cụ offset ở 5 mét và vẽ đường line để chia. Giờ tôi sẽ chọn tất cả cái này và convert nó thành một cái công trình một tầng. Đây là cái nút này, giống như ngày hôm qua này. Tôi sẽ cho nó là 3,6 mét. Đây là một tầng. Sau bước này thì có một bước rất quan trọng mà hôm qua tôi cũng thấy có một số người cũng bị không theo kịp cái bước này, cho nên là công trình nó phát sinh ra nó lỗi và nó có rất nhiều cửa sổ ở phía bên trong này. Thì bây giờ các bạn còn nhớ là làm cái gì không ạ?
phải đúng không, phải matching cái zone này, không thì nếu không thì nó sẽ giao giữa các cái không gian và nó sẽ hiểu. Bạn bấm vào cái nút Surface Matching ở đây, sau đấy thì cho mesh toàn bộ cái mô hình. Với cái mô hình đơn giản như này thì thông thường thì tôi sẽ không kiểm tra, nhưng mà nếu bạn nào thích lặp lại cái bước hôm qua thì có thể bấm vào cái nút xanh ở đây. Nó hiện cái mô hình lên thành màu xanh như thế này. Rồi bấm vào nút tạo vẽ mặt cắt. Có thể cắt ở bên trên này hoặc là cắt ở mặt đứng thì tùy thôi. Đây như thế này là bấm vào, sau đó có thể dịch cái này xuống một chút để mà nhìn thấy. Nếu bạn nào bấm vào mà không không co thì là nó sẽ không nhìn thấy. Như này là đạt yêu cầu rồi. Sau đây tôi xóa cái này đi. Không, cái bước này ngày hôm qua đã hướng dẫn rất kỹ rồi, và hôm nay tôi chỉ làm qua một lượt thôi. Cái nút matching là nằm ở đây. Sau khi match xong rồi thì bấm vào đây để cái chế độ view để hiện lên cái, để biến cái mô hình thành dạng khác. Sau đấy thì bấm vào cái nút tạo mặt tôi chọn dưới này, this sau khi đã có kiểm tra như thế này rồi, các bạn có thể xóa cái mặt cắt này đi. Bây giờ có thể quay trở lại với cái dạng view bình thường. Giờ tôi sẽ tạo ra cửa sổ 50%. Đây lại tôi chọn tất cả các zone, sau đấy thì sẽ đưa xuống set window to one ratio. Nên những bạn nào hôm qua đến muộn và bỏ qua cái bước này thì cũng có thể theo dõi để mà tự làm cái mô hình hôm nay. Tôi sẽ để ở đây là 0,5 và 0,8 giống như ngày hôm qua. Bây giờ tôi sẽ gắn cho tất cả những cái
vùng và gắn thuộc tính cho tất cả các cái vùng ở đây, các cái không gian ở đây. Thì đầu tiên là tôi làm luôn cái việc là cho mỗi không gian này trở thành một cái zone nhiệt. Thì bước này ngày hôm qua các bạn cũng đã thực hiện rồi, nhưng mà tôi nhắc lại là ấn vào extension xong rồi open studio user script và enter or add model element, sau đấy đi vào add new thermal zone for space with no thermal zone. Ở mức đây thì chúng ta sẽ không nhìn thấy có gì thay đổi đâu, nhưng mà mỗi cái zone này nó sẽ được gắn vào một cái thermal zone. Okay, chúng ta có thể kiểm tra cái việc đấy bằng cách sử dụng cái inspector. Sao được cái bước này rồi bạn nào làm xong rồi thì có thể tự kiểm tra bằng cách bật inspector lên xem nó đã gắn được thermal zone vào chưa. Thì tôi ở mất đây. À, phần mềm như thế là nó đã gắn xong. Thì vào inspector thì có thể bấm vào cái chỗ cái nút inspector ở trên này. Thì tôi đang bây giờ đang chọn cái vùng nhiệt ở giữa, à, cái không gian ở giữa, không gian ở giữa này tên là Space 104 và nó được gắn vào Thermal Zone số 3. Đây, cái mục đích ba này, Thermal Zone, nếu chọn 10 cái thì nó sẽ thay đổi. Đây, cái Thermal Zone số 5 này. Sao cơ? Mình chỉ chọn một cái vùng ở đó thôi. Ừ đúng rồi, một cái này thì nó sẽ tương ứng với một cái thôi. Nếu mà chọn Chọn tất thì nó sẽ không lên đâu. Chúng sẽ zoom vào, chúng phải dùng cái nút giữa chuột để chúng quay với cả chúng zoom. Chú dùng cái nút này nhiều này. Chú nó đấy trong mình giữ cái nút đấy, giữ nút đấy. Để quay. Sau khi đã có bước này rồi thì tôi sẽ gắn những cái thuộc tính cho các cái zone nhiệt ở đây. Tôi sẽ chọn tất cả, sau đấy thì bấm vào cái nút có cờ lê mỏ led ở đây, cái búa với cái cờ lê. Thì tôi sẽ chọn một cách đơn giản, ở trong này có một cái Office, Open Office. Tất nhiên nếu mới đầu nếu mà các bạn không chọn New và chọn theo template thì chỗ này nó sẽ hiện ra rất là nhiều thứ lằng nhằng và chọn nó sẽ rất là lâu. Building Story thì chương trình đã tự động đặt vào rồi nên tôi không thay đổi nữa. Construction Set tôi sẽ chọn cho CZ1. Tất cả những thứ này tôi để nguyên. Và chọn Open Office Thermostat. Kinh nghiệm của tôi là trong cái Open Studio này thực ra nó cho phép tùy biến rất là rộng. Nên có những thứ mà chúng ta không thể nào hiểu hết được. Đấy, những thứ không biết thì tạm thời ta cứ để nguyên, đừng sờ vào, không thì nó sẽ hỏng mất đấy. Chương trình sẽ không chạy đâu.
Như vậy là xong rồi. À, bây giờ đầu tiên thì từ giờ đến khoảng 10 giờ 10 rưỡi thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách thay đổi vật liệu cũng như là chữa cái mô hình này để cho nó giống một cái mô hình kiến trúc thật sự. Ở đây có nhiều kiến trúc sư, chắc là các bạn cũng không muốn là mãi mãi cứ phải làm mở cửa băng theo kiểu như này, đúng không? Nên đầu tiên tôi sẽ làm về vật liệu, thì chúng ta sẽ bây giờ tôi sẽ lưu cái mô hình này lại, là tôi sẽ lưu nó lại là 02 model. Nhớ là cái nút lưu là luôn luôn phải ấn vào đây, chứ đừng bao giờ lưu ở trong SketchUp như thế này. Lưu như thế này là mô hình nó sẽ hỏng đấy ạ. Một cách an toàn thì bạn có thể kiểm tra chỗ này nó là antit. Ở trên cùng này lúc nào nó là antit. Còn nếu mà nó là một cái tên khác thì các bạn đã lỡ xếp nhầm rồi. Trong một số trường hợp mà tôi bắt đầu một cái công việc nó tương đối quan trọng ấy, thì tôi sẽ lưu thêm một lần nữa. Ví dụ ở đây là tôi là 03 là material. Bây giờ tôi có thể bấm vào Open Studio để chuyển sang cái giao diện chính của chương trình. Tôi sẽ xem cái vật liệu nó được sửa chữa như thế nào. Máy bên này có chiếu cái video được không? Chiếu được. Thế thì chiếu ra cái video. Thông thường thì với những cái công việc đầu tiên khi mà tôi bắt đầu với một cái mô hình ấy, thì tôi sẽ chọn cái dữ liệu thời tiết này. Các bạn thích thì các bạn có thể chọn. Lát nữa thì anh Khánh không phải hướng dẫn lại cái bước này thì nó rất là nhanh thôi. Nhưng mà ngày hôm qua tôi thấy là một số người chỉ chọn cái mỗi cái phần ở trên này thôi và bỏ quên mất phần dưới. Và phần khi mà phần mềm nó chạy ấy, thì nó không có dữ liệu để mà tính toán hệ thống điều hòa thì như vậy là nó sẽ bị lỗi. Nên cần phải nhập cái file dữ liệu thời tiết ở đây và đồng thời nhập thêm một cái file nữa để đi cũng ở trong cái dữ liệu thời tiết của Hà Nội. Thế mà khi mà các bạn thấy ở dưới này đã có đủ một số cái dữ liệu trông nó hơi khó hiểu như này thì có nghĩa là xong. Đúng rồi, nó thực sự là khó hiểu đấy, nhất là đối với kiến trúc sư. Kỹ sư điều hòa thì nhìn có thể hiểu ngay, nhưng mà kiến trúc sư thì nhìn này chưa hiểu đâu. Nhưng mà một lúc nào đấy các bạn sẽ được hướng dẫn làm thế nào để điền bằng tay tất cả những số liệu này vào theo những cái tờ hướng dẫn có sẵn của Asra. Giờ chúng ta chuyển xuống cái tab vật liệu. Thì ở trong khí hậu Việt Nam ấy thì hai cái thành phần vỏ bao quan trọng nhất ấy nó là kính và tường. Thì chúng ta sẽ thử điều chỉnh cái đấy. Thì đầu tiên chúng ta làm cái việc dễ trước đã, là đối với kính. Thì đối với cả cái construction set này thì nó mang cái nghĩa là đây là tập hợp các cái vật liệu về tường, cửa và mái ở trong và bên ngoài công trình, kể cả những cái phần gọi là sàn tiếp xúc với mặt đất. Đấy, thì có rất nhiều thứ và nguyên tắc của việc làm ở trong Open Studio thì luôn luôn là đi từ trái sang phải, từ tổng quan cho đến chi tiết. Thì ở đây là một cái tập hợp các vật liệu. Thì tôi muốn xem kỹ hơn các vật liệu ấy, thì tôi phải ghi nhớ là ví dụ như ở dưới này là có cái cửa, các cái cửa này đều sử dụng một loại external window metal, tức là cái cửa kim loại ở phía bên ngoài. À, theo tiêu chuẩn 90.1. Tôi nhớ cái tên này thì tôi đi vào bên trong.
Tôi đi ở trên trong người tôi tìm xem cái cửa đấy nó nằm đâu. Thì đây, nó đang nằm ở vị trí số 3. Và cái vị trí số 3 này thì nó đang sử dụng chỉ có một cái loại kính thôi. Cái kính này là cái cửa fix window có hệ số, các hệ số như thế này. Nên tôi muốn xem kỹ hơn các cái cửa này nó nằm ở đâu thì tôi lại vào sâu hơn một chút nữa. Material thì tôi sẽ phải tìm một lúc, nhưng mà căn bản là nó sẽ nằm ở chỗ này. Đây là liên quan đến phần kính, glazing. Và đây là các cái chỉ số của nó, viết tắt của các cái chỉ số ở bên dưới này. Thì cái U value này thì chắc là nhiều người biết rồi. Đây là hệ số dẫn nhiệt. Thế còn solar heat gain coefficient, tức là hệ số viết tắt của, đây là chúng ta hay viết tắt là SH và GC. Còn ở dưới này là cái hệ số chuyển ánh sáng nhìn thấy. Comment. This is not typical in Vietnam, but the solar heat gain coefficient requirement for hot humid climates in the United States is an SHGC of 0.25. Very low. Prescriptive requirement. Vâng ạ, cái hệ số mà như chúng tôi vừa nói là SHGC đấy ạ. Thì đối với những cái vùng nhiệt mà mang khí hậu nóng ẩm ở Mỹ thì nó sẽ là 0.25, tức là tương đối là thấp đấy ạ. So to meet that requirement in Miami, Florida, or Hanoi, or Da Nang, or Ho Chi Minh, you would need to use a double pane window with low emissivity coating or a very special single pane window. Thế thì ở khí hậu ví dụ như là Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, cái giải pháp của chúng ta ở đây thường là sẽ dùng cả kính kép hay là dùng kính đơn với những cái đặc tính rất là đặc biệt thì mới đáp ứng được cái yêu cầu đó. I don't expect this requirement to apply to Vietnam this year or next year, but maybe in 5 years it will be possible. Ơn nghĩa là trong thời gian ngắn thì chúng ta chưa áp dụng được cái quy định này vào Việt Nam. Thế nhưng mà trong cái thời gian ví dụ từ 5 năm trở đi thì rất có khả năng là cái quy định này sẽ được áp dụng. Đây là cái loại kính mà nó được gọi là mức quy định sử dụng năng lượng tối thiểu đối với công trình theo tiêu chuẩn ASHRAE 90.1/2007. Thế thì hiện giờ ở Việt Nam chúng ta thì đang dùng cái loại kính mà nó chất lượng thấp hơn nhiều. Nhưng mà tôi sẽ chỉ cho các bạn bạn cách mà để tạo ra cái loại kính giống như ở Việt Nam. Hiện tại thì cái loại này chúng ta sẽ lưu ở đây. Còn trong trường hợp mà muốn tạo ra một cái loại kính mới chẳng hạn thì các bạn sẽ bấm vào chỗ này. Còn nếu các bạn muốn copy thì bạn có thể bấm vào cái Select Object ở đây. Thì bây giờ tôi sẽ tạo mới đầu tiên. Đây là tôi add new object. Đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy là Window Material Simple Glazing System 1. Thì bạn có thể chữa lại là Việt Nam. Gọi là sinh Việt Nam single glazing, tức là nó rất hay dùng với những công trình gọi là tương đối tốt một chút. Thì con số này thông thường nó sẽ là 6, còn ở đây là 0,55. Con số này nó sẽ khoảng 0,4. Nhưng cái con số này thì tất nhiên hiện giờ tôi biết rằng các bạn có thể có rất nhiều bạn đặt dấu hỏi là tại sao lại điền như thế này. Thì chúng tôi sẽ sau này sẽ hướng dẫn các bạn một cái phần mềm khác mà nó chuyên dùng để tính kính. Tức là các bạn biết cái kính đấy do nhà sản xuất đấy sản xuất và các bạn có thể đưa vào phần mềm và theo dữ liệu quốc tế để tính ra là các con số này nó như thế nào. Hoặc là các bạn cũng có thể đi hỏi trực tiếp với cả nhà cung cấp, và người ta sẽ cung cấp cho các bạn tối thiểu là phải có 3 con số này để mà tính công trình của bạn. Kính nữa là các bạn ấn vào nút X2 ở dưới thì tôi sẽ tạo ra cái kính gọi là Việt Nam Double
Thì tôi cũng chỉ cần điện số rất đơn giản thôi. Ở đây là số 2. Ở đây là 0,46. Số này nó sẽ xuống khoảng 0,32. 0,34. Như vậy là trong trường hợp mà tôi muốn thay thế cái đoạn cái kính fix window này thì tôi cần phải chuyển sang cái phần construction. Thì hiện giờ cái cửa kính mặc định dùng cho cái mô hình của chúng ta đang là cái theo ASA 90.1, thì chúng ta có thể và vẫn ở trong cái model này, nó sẽ không nằm ở trong library bởi vì là chúng ta vừa mới tạo ra hai cái mới, nó nằm trong model. Thì vào cái simple glazing system các bạn sẽ nhìn thấy hai cái mà chúng ta vừa mới tạo. Thế thì trong trường hợp tôi muốn thay cái kính đơn vào đây thì tôi chỉ việc kéo và thả